Mặc dù là tiểu tam chen chân vào cuộc tình của người khác, song mỹ nhân hoa ngữ lại khiến nhiều người phải bất ngờ bởi sự lộng hành, hống hách của bản thân khi mà phạt nhân tình lên tới hàng chục tỷ đồng nếu phát hiện có tình ý với cô gái khác. Một trong những sự việc đang được quan tâm nhất làng giải trí hoa ngữ hiện tại chính là chuyện chồng cũ của Từ Hy Viên, đại thiếu gia Uông Tiểu Phi, ngoại tình với nhiều cô gái khác nhau trong lúc vẫn chưa ly hôn, thậm chí là khi vợ mình đang mang thai. Được gọi tên nhiều nhất trong số những nhân tình của Uông Tiểu Phi là Trương Dĩnh Dĩnh, nữ người mẫu diễn viên không quá xa lạ với netizen. Mặc dù Trương Dĩnh Dĩnh không có tác phẩm để đời, thế nhưng cô lại được công chúng nhớ mặt đặt tên qua nhiều ồn ào về đời tư. Cô từng vướng tin đồn làm việc ở hộp đêm, cặp kè nhiều đàn ông đáng tuổi cha chú để được chu cấp. Gần đây nhất, Trương Dĩnh Dĩnh bị tay săn ảnh Cát Tư Tề tung ảnh thân mật với Uông Tiểu Phi. Thời điểm được chụp là khi đại thiếu gia nổi tiếng ăn chơi này vẫn đang mặn nồng với bà xã. Điều này đồng nghĩa Trương Dĩnh Dĩnh là người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của Từ Hy Viên. Chưa dừng lại ở đó, Cát Tư Tề còn tiết lộ hợp đồng gây sốc giữa Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh. Mặc dù bản thân là tiểu tam, thế nhưng Trương Dĩnh Dĩnh lại bị nhận xét là hống hách, vênh mặt như thể chính thất. Không chỉ luôn đòi hỏi được xem điện thoại của Uông Tiểu Phi bất cứ khi nào mình muốn, nữ diễn viên, người mẫu còn đưa ra những quy định nếu như phát hiện nhân tình kết bạn với gái xinh trên mạng sẽ phạt 3,6 tỷ đồng. Say rượu mà xem ảnh người yêu cũ thì sẽ phạt 18 tỷ. Cá biệt là trường hợp đi khách sạn với người phụ nữ khác thì Uông Tiểu Phi sẽ phải chi 36 tỷ đồng để bù đắp. Cát Tư Tề đồng thời cũng khẳng định tin đồn Trương Dĩnh Dĩnh từng có thai với Uông Tiểu Phi là sự thật. Tuy nhiên, chồng cũ của Từ Hy Viên đã yêu cầu cô bỏ đứa bé đi, đổi lại cô sẽ nhận được 19,8 tỷ đồng. Trương Dĩnh Dĩnh hiển nhiên đồng ý với yêu cầu của người tình. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên like, share cũng như là subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày.